Giờ thử con heo với 125,2 nha mọi con. Quá đẹp luôn. Đây mình có cái thị trường có đây cái bánh lòng của anh hả. Đấy, nước mưa trong ổng nha, để cho ổng chạy ngày đi. Nước mưa trong ngày khác không? Cho nó xuống gì dưới đây, cho nó chạy đi xuống. Cho nó xuống xong. Mày em chạc không à, có 60 công gì hả? Mấy lớn sới hết trơn rồi. Giờ đâu ai sới nó đâu, giờ chạc không mà chạc cái chục thôi. Cái đờ đứa dặn sới là sới biết chừng nào. Giờ chơi mấy cài không rồi. Có một cái đầu vậy nè mà thấy nó máy bơm nước nó yếu, bỏ máy bơm nước rồi lấy cái đầu cái xuống bơm nước rồi lấy cái này lên chặt bên ai đâu cái gì hả nhớt lại mấy lít rồi đủ luôn rồi, đủ luôn rồi đó dạ, anh chạy luôn á cắt xịn đó vậy chạy luôn cò bồ luôn à. Robo trong nắp cái gì á, hồi lấy riêng cho. Đó. Có dây trong nắp á, trong hộp đó. Kéo bên đây nữa. Dạ yeah, bắt vô. Dạ. Thích quay chiều nào anh quay. Được. Chắc rồi thử lại cho anh đó. Hả, quay hả? Tôi đạt giờ 14 mấy á. À, 15 năm. Quá luôn. Quá trời cao. Bán cảnh cái này là lỗ 300 ngàn. Cái giá này giá cũ quá anh. Đánh lên. Rồi lên xe. Dạ chị gửi không? Đúng rồi. Khoảng 500 đó. Vừa chứ, anh xài máy gì là dùng máy đó thôi.
À đúng rồi. Không, Mitsubishi thôi, Honda thôi. Đi là Honda thôi, Mitsubishi ra không được. Chặt 3 cây nữa, đúng 3 cây bỏ máy xuống rồi về. Rồi. Cháu kêu rồi.